The Flash, phim siêu anh hùng hay nhất lịch sử, phim siêu anh hùng đỉnh của top, chúa tể của các phim siêu anh hùng. Hàm hồ, bất giả. Thế The Flash tệ à? Không, The Flash không hề tệ, mà thậm chí là còn hay nữa cơ. Tuy nhiên, chưa đến cái mức được coi là phim siêu anh hùng hay nhất lịch sử. Trước hết thì tôi xin khẳng định là tôi không phải fan của bất kỳ một vũ trụ siêu anh hùng nào, và cũng chưa xem hết tất cả các phim siêu anh hùng. Để không bị cáo buộc là mình quá phiến diện, thì tôi đã xem The Flash cùng với hai người khác, và chúng tôi có mức độ hiểu biết khác nhau, lần lượt là có biết này, biết một tí, à không biết gì. Sau đó đưa ra cảm nhận của mỗi người để rồi tổng kết ra video này. Và luôn vấn đề chính, The Flash đáng để các bạn bỏ tiền ra trải nghiệm, dù không phải là fan của dòng phim siêu anh hùng. Sở hữu một cốt truyện khá là dễ hiểu, cách cài cắm thông minh, nhịp phim tạm ổn và hơn hết là diễn xuất cực đỉnh của dàn diễn viên giúp bạn dễ dàng cuốn vào thế giới của phim. Tôi sẽ phân tích từng yếu tố này ở phần sau của video để các anh em rõ hơn nhé. Và bắt đầu từ bây giờ sẽ là cảnh báo spoiler. Tóm tắt cốt truyện của The Flash, một thanh niên FA tên là Barry Allen đang làm một nhà khoa học pháp y cho sở cảnh sát của thành phố Central và làm một siêu anh hùng bán thời gian với siêu năng lực là tốc độ. Mẹ của Barry mất sớm, cha của anh bị cáo buộc là sát hại vợ. Anh làm pháp y nhằm mục đích chứng minh là cha mình vô tội, nhưng vẫn đang bế tắc. Anh và nhóm anh hùng khác lập thành một liên minh công lý nhằm bảo vệ thế giới. Sau một lần nói chuyện cùng với bố, anh đã quá cảm xúc rồi chạy đi trong nước mắt. Anh cứ thế chạy, chạy nữa, chạy mãi. Đến lúc anh rơi vào một không gian kỳ lạ và nhận ra rằng mình có thể du hành thời gian. Sau nhiều lần tham khảo ý kiến của những người bạn, anh tin rằng mình có thể thay đổi quá khứ, giúp mẹ mình được sống, cha mình không phải vào tù, và anh đã làm được. Trong lúc vui vẻ trở về dòng thời gian cũ của mình, anh bị một nhân vật bí ẩn đấm bay khỏi dòng thời gian về cái ngày mà anh sẽ nhận được sức mạnh. Nhưng do tác động trong quá khứ khiến cho anh gặp được phiên bản trẻ hơn của mình, trẻ trâu hơn, lắm mồm hơn và chưa có sức mạnh. Thế là anh giúp cậu ta có sức mạnh, nhưng chính anh lại bị mất sức mạnh đó. Một kẻ phản diện cực kỳ kinh khủng trong quá khứ lại xuất hiện. Anh phải đi tìm những cái người bạn trong liên minh công lý để tập hợp lại và nhận ra là không ai trong số họ tồn tại ngoại trừ người anh thân nhất là Batman. Anh tìm được Batman, nhưng giờ thì người này đã rất già và quyết định nghỉ hưu. Anh đã thuyết phục để Batman già này giúp mình tìm được Superman, người duy nhất có thể chiến thắng được kẻ phản diện kia. Bọn họ tìm được nơi giam giữ Superman, nhưng phát hiện ra đó lại là một cô gái. Nhưng dù vậy thì Barry vẫn quyết định cứu. Họ vừa thoát ra, liền bị bắt. Nhưng rồi cô gái tỉnh dậy, đấm bọn lính canh đéo chừng phát nào, rồi ngất đi. Cô gái là em họ của Superman, Supergirl. Supergirl lấy được lại sức mạnh, nhưng bảo rằng là cô đéo phải là người trái đất. Họ bắt cô nên là cô đéo cứu. Barry già nghĩ rằng là mình cần lấy lại sức mạnh để cứu thế giới này. Cuối cùng là sau nhiều sự giúp đỡ, thừa sống thiếu chết, anh cũng lấy lại được sức mạnh. Supergirl vì ơn cứu mạng và cũng là vì kẻ thù của kẻ thù thì sẽ là bạn, nên quyết định giúp nhóm của Barry. Họ đi đánh nhau nhưng thất bại. Supergirl và Batman chết. Hai Barry cố gắng thay đổi kết quả nhưng đều không được. Barry già nhận ra rằng là họ không thể thay đổi được cái kết quả đó. Nhưng Barry trẻ thì cố chấp hơn. Và rồi thế nào thì các bạn đi xem là sẽ rõ. Ok, cơ bản cốt truyện là như vậy. Nhưng giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phần mà bộ phim đã làm tốt. Điểm tốt đầu tiên là kịch bản. Một cốt truyện dễ hiểu, không cần hiểu biết về vũ trụ DC vẫn có thể hiểu và xem được. Nhân vật chính được giới thiệu khá là rõ trong phần đoạn mở đầu. Thắc mắc về sức mạnh của nhân vật chính cũng được giải đáp dần dần về sau. Các mâu thuẫn, hiện tượng, vấn đề, nguyên lý đều được giải thích một cách đầy đủ nhưng không hề hàn lâm hay lê thê, mà ngược lại vô cùng dễ hiểu qua cách sử dụng hình ảnh trực quan. Cách kể chuyện tuyến tính trên một nền chuyện không tuyến tính khiến cho người xem không bị rối não về các hiện tượng thời gian nhưng đủ phức tạp để họ thấy nó hấp dẫn. Và về cơ bản thì người xem sẽ đều nắm được việc bất kỳ một thay đổi nhỏ nào trong quá khứ cũng sẽ tạo ra một kết quả khác và tạo thành một vũ trụ mới. Để đơn giản hơn nữa thì trong lúc chúng ta đưa ra quyết định cũng sẽ đều tạo thành một phân nhánh của vũ trụ khác. Tức là nếu như tôi quyết định không viết video này thì sẽ tạo ra một vũ trụ mà ở đó không có video này. Các bạn sẽ không xem video của chúng tôi. Thay vì đó các bạn sẽ làm một việc khác. Và biết đâu việc đó lại là tiền đề để các bạn có thể trở thành một tỷ phú thì sao? Hạ ôi. Thì về cơ bản, cái vấn đề là như thế. Nên là việc mẹ của Barry còn sống khiến cho môi trường sống của Barry thay đổi, nên mới có một Barry trẻ trâu xuất hiện. Rồi lại có một loạt tác động khác khiến cho cái vũ trụ đó không có các siêu anh hùng khác.
và thế là một đống vấn đề xảy ra. Cũng chính vì cái nguyên lý này sẽ giúp cho khán giả hồi hộp, mong chờ xem điều gì sẽ xảy ra và nhân vật chính sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào. Từ điều đó, chúng ta sẽ nhìn thấy điểm tốt thứ hai là xây dựng nhân vật. Tính cách của nhân vật được xây dựng hợp lý dựa trên quá khứ của nhân vật. Một Barry trưởng thành vì quá khứ đau thương, một Barry vui vẻ vì lớn lên ở trong hạnh phúc, một Bruce Wayne can trường mạnh mẽ sau nhiều năm chiến đấu với tội phạm, một Supergirl chính trực, công tư phân minh nhưng còn nóng vội do thiếu kinh nghiệm sống và chiến đấu. Chỉ là có một số chuyển biến tâm lý hơi vội khiến cho việc xây dựng nhân vật dù tốt nhưng vẫn khiến cho người xem bị lấn cấn ở trong nhiều phân đoạn. Và tất nhiên, để thể hiện rõ được những tính cách đó phải kể đến diễn xuất của các diễn viên. Một điều mà mình cực kỳ thích ở trong The Flash là các diễn viên đều diễn ở mức tròn vai trở lên. Diễn viên chính, nếu không phải vì một số cái bê bối và cái sở thích là qua Hawaii để đấm nhau, thì Ezra Miller xứng đáng nhận một đề cử Oscar cho vai diễn này. Mười điểm. Mặc dù diễn hai vai, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng hai con người khác nhau. Các cảm xúc, biểu cảm, hành động khiến cho người xem có thể thấu hiểu được cảm xúc của từng nhân vật. Trong buổi xem phim của tôi thì không ít người đã rơi nước mắt trong những phân cảnh cuối cùng. Tiếng thở dài đầy tiếc nuối cho một diễn viên lắm tài nhưng nhiều tật. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng xét đến nhịp độ của phim. Có khá là nhiều tranh cãi xoay quanh điều này. Có người thì cho rằng nó chậm và lê thê ở những phân cảnh mở đầu. Còn theo quan điểm cá nhân, tôi thấy nhịp độ như vậy là phù hợp để giới thiệu cho khán giả ai chưa biết đến vũ trụ DC trước đó hiểu được hơn về thế giới của phim, về nhân vật, hoàn cảnh và vấn đề. Tuy nhiên, nếu là fan của DC thì phân cảnh mở đầu sẽ hơi dài và chậm do họ đã hiểu rõ về thế giới của phim. Phần sau của phim giữ nhịp độ tốt, các vấn đề cần được giải quyết đều liên quan đến mạch truyện chính. Các khó khăn được tăng cấp khiến cho mạch phim hồi hộp hơn. Nhìn chung, khi xem phim người xem sẽ không bị rơi vào cảm giác chán hay là nhảm, nhưng cũng không đến mức là không thể rời mắt. Phần âm nhạc trong phim mặc dù ít nhưng vẫn luôn đúng thời điểm. Dù vậy, vẫn hơi tiếc nếu như phim có thể làm thêm một số bài nhạc nữa. Những phân đoạn cảm xúc dùng khoảng lặng hơi nhiều, nên là cho mình cảm giác đủ nhưng vẫn chưa đã. Phần tốt là như thế, nhưng The Flash không tránh khỏi những điểm còn hạn chế và gây tranh cãi. Điểm hạn chế đầu tiên chắc chắn là CGI. Mặc dù là đạo diễn đã lên tiếng để thanh minh là ông cố tình làm như vậy nhằm thể hiện góc nhìn méo mó của The Flash ở trong Speed Force, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc mọi người đưa ra ý kiến trái chiều. Thế mọi người đã vào Speed Force bao giờ chưa mà phán xét? Chưa. Ok, bỏ qua cái CGI ở Speed Force đi. Thế thì mấy phân cảnh đời thực thì sao? Đánh đấm thì như game. Mấy cái cảnh tập trung vào nhân vật chính thì nhân vật phụ ở background thì đúng như là NPC luôn. Nên là dù có thanh minh thế nào đi chăng nữa, cái chuyện CGI của The Flash tệ là điều mà ai cũng có thể thấy rõ. Phần hạn chế tiếp theo là chuyển biến tâm lý nhân vật. Mọi quyết định của nhân vật trong phim hầu hết theo mình là quá nhanh. Chuyển biến tâm lý của Barry già khi gặp Barry trẻ này. Chuyển biến tâm lý của Supergirl khi quyết định giúp nhóm Barry này. Thôi, đi xem đi các bạn sẽ rõ. Nhìn chung thì nó không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đến trải nghiệm xem phim, nhưng cá nhân mình vẫn cảm thấy bị lấn cấn. Tổng thể thì The Flash vẫn hay, ít nhất là đối với góc nhìn của người không phải fan DC, nhưng chưa đủ tầm để coi là phim siêu anh hùng hay nhất lịch sử, cho 7,5 trên 10 điểm wow. Trên đây là góc nhìn của chúng mình về The Flash, chắc chắn là sẽ còn nhiều thiếu sót, nhưng mong các bạn sẽ bổ sung thêm thông tin cho chúng mình ở dưới comment nhé. Nếu các bạn thấy video này thú vị, thì giúp chúng mình một like, một subscribe và bye bye!